Tuân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bài nhảy dân vũ Em Hát Anh Nghe. Các bạn yêu thích những điều nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của bộ kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp thứ nhất của phần nhạc dạo các bạn nhé. Các bạn bước chân sang phải và đánh hai tay sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và các bạn đưa tay xuống nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần thứ 3 nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và lần cuối cùng. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở thứ hai sẽ là bước chân ra ngang các bạn nhé. Các bạn sẽ có bước chân ra ngang sang phải. 1 và 2. 3 các bạn chuyển lên chân trái và 4 chuyển trụ lên chân phải, đưa tay xuống. Và mình sẽ lặp lại phía bên trái nhé. 5 và 6. 7 các bạn trụ lên chân phải và 8 chuyển trụ lên chân trái. Bây giờ chúng mình đi sang phải. 2 và 2. Chân trái lên trước và hai tay các bạn sẽ để dưới và đánh theo chân nhé. 3 và 4. Bây giờ chúng mình sẽ đi chân trái. 5 và 6. 7 trụ lên chân phải và 8 chuyển trụ lên chân trái. 3 và 2. 3 trụ lên chân trái, 4 chuyển trụ lên chân phải. 5 và 6. 7 trụ lên chân phải và 8 chuyển trụ lên chân trái. Từ đây mình sẽ có tổ hợp thứ 3, đấy là bước cha đa tiến và cha đa lui. Các bạn lùi chân phải nhé. 1 trụ lên chân phải, 2 chuyển trụ lên chân trái, 3 và 4, 5 trụ lên chân trái, 6 chuyển trụ lên chân phải và bây giờ sẽ là bước cha đa lùi. 7 và 8. Lần thứ hai các bạn nhé. 2 trụ lên chân phải, 2 nữa chuyển trụ lên chân. 3 và 4. 5 trụ lên chân trái và 6 chuyển trụ lên chân phải. Bây giờ sẽ là bước chân ra lùi. 7 và 8 và mình lặp lại động tác này lần thứ hai các bạn nhé. Hai tay bây giờ ra ngang. 2 bạn trụ lên chân phải, 2 nữa trụ lên chân trái, chuyển trụ lên chân trái. 3 và 4 5 6 7 và 8 1 2 và từ đây mình lại có tổ hợp thứ tư, tổ hợp cuối cùng. Các bạn sẽ có bước chân ngang ngang sang phải nhé. 1 và 2. 3 bạn trụ lên chân trái, 4 chuyển trụ lên chân phải, mình đi sang trái nhé. 5 và 6 tương tự bước chân phải lên. 7 trụ lên chân phải và 8 chuyển trụ lên chân trái. Lần thứ hai. 2 và 2. 3 4 5 và 6 7 8 3 và 2. Bây giờ các bạn lùi nhé. Các bạn sẽ đưa chân trái ra sau, tay trái chống hông và tay phải mở. 3 trụ lên chân trái, 4 chuyển trụ lên chân phải. 5 và 6. Các bạn lùi chân trái nhé.
7, 8, 4 và 2. Các bạn đặt chân trái lên xoay nhé. 3, 4, 5 và 6. Các bạn đặt chân phải lên xoay. 7, 8, 1 và 2. Một và hai.